Thưa quý vị, ngày nay, những người khuyết tật đã có rất nhiều cơ hội trong học tập, việc làm và có thể hòa nhập như những người bình thường trong cuộc sống. Thậm chí, nhiều gương sáng còn đạt nhiều kỳ tích trên các lĩnh vực, hay chỉ giản đơn là những tân cử nhân khiếm thính, khuyết tật vận động đã có được việc làm trước khi nhận tấm bằng tốt nghiệp, cũng đã là một thông điệp truyền cảm hứng. Thấy nghi con mình có một cái gì đó không được bình thường, cho nên hai vợ chồng mới chở con đi khám bệnh từ bệnh viện Nhi Đồng về tới bệnh viện Tân Phú Học. Bác sĩ nói là con tôi cầm điếc bẩm sinh. Lời mở đầu trong bài phát biểu của người cha có cô con gái cầm điếc tại lễ tốt nghiệp đã chạm đến cảm xúc của nhiều người. Đồng hành cùng con trong suốt quá trình từ một cô bé khuyết tật trở thành một cử nhân, đó là một nỗ lực rất lớn với sự chung sức từ gia đình, nhà trường. Được sự giúp đỡ của các thầy cô hướng dẫn, của bạn bè đã giúp cho con tôi từng bước lấy lại tự tin. Hiện tại con gái tôi được trường Đại học Hoa Sen nhận vào công tác tại phòng truyền thông của Đại học Hoa Sen. Cùng gặp khiếm khuyết như Trần Lê Khả Ái, cậu sinh viên Nguyễn Hải Bằng đã vượt qua rào cản về mặt thể chất để có thể trở thành thủ khoa ngành kỹ thuật phần mềm, khoa công nghệ thông tin và chính thức có việc làm tại một ngân hàng lớn. Mình ở đây mình khuyết tật nhưng mình chỉ là bất tiện thôi, chứ không phải là mình bất hạnh. Mọi sự cố gắng của mình á, đều sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Một cái khiếm khuyết dù lớn hay dù nhỏ chưa phải là mất hết tất cả, cho nên là bố mẹ, các phụ huynh cố gắng đồng hành cùng có con. Đây chỉ là hai trong nhiều minh chứng sống động cho những nỗ lực vượt qua bất hạnh trong cuộc sống. Dù gặp bất kỳ rào cản nào, chỉ cần có quyết tâm thì mọi khó khăn cũng sẽ trở thành động lực. Tôi tin chắc rằng hai tấm gương của Lê Khả Ái và Nguyễn Hải Bằng sẽ là một minh chứng rất là rõ ràng. Chỉ khi các bạn có ý chí, khi các bạn dám vượt lên bởi chính mình, đặt mục tiêu cao hơn giới hạn bản thân của mình, thì các bạn sẽ chinh phục được. Và tất nhiên, để đạt được cái ước mơ đó, đạt được lý tưởng và giá trị của cuộc đời mình, thì rất cần sự sát cánh, rất cần sự ủng hộ và những con người bên cạnh, trong đó có gia đình, có tổ chức, có xã hội và có trường đại học nơi các bạn đang theo học. Khiếm khuyết với Khả Ái hay Hải Bằng chỉ là những bất tiện trong cuộc sống. Câu chuyện của hai tân cử nhân này đã minh chứng, nếu thiếu đi niềm tin và nghị lực thì khuyết tật về tinh thần và ý chí sẽ là rào cản đáng sợ hơn bao giờ hết. Sài Gòn.